giờ buổi chiều tối đói rồi, bây giờ mình ghé vô nhà hàng. Nhà hàng này ở trong cái khách sạn luôn. Mình ghé một trong những cái nhà hàng ở trong khách sạn Golden Nugget luôn nè. Bây giờ nhìn coi nhà hàng nào nha. Ở đây thấy có một cái nhà hàng nè, mà chắc chưa mở cửa hay sao ấy. Chưa có người. Rồi thấy một cái nhà hàng ở đây nữa nè, chắc thấy có người đang ăn nè, nhìn ra ngoài hồ bơi. Bên đây với lại hai bên luôn. Buổi chiều hồ bơi ở đây đóng cửa rồi nè. Bây giờ mình vô. Mình có con nhỏ nè, cho nên xin ngồi gần hồ bơi, nhìn cho nó thông thoáng. Họ đem bánh mì ra cho ăn trước nha. Một cái bánh mì, ồ còn nóng hổi nè anh ơi. Bánh mì nè, có tấm thớt nè. Rồi cái này là bơ. Lon nước cốt gì mà bự hơn luôn, bự hơn cái mặt con nữa. Rồi, xé ra ăn đi. Nóng hổi, vừa thổi vừa ăn luôn. Bơ á anh? Bơ hay chi gì đó. Sao mặt nhăn dữ vậy? Ăn mà mặt nhăn dữ vậy? Nó muốn bỏ mayonnaise vô. Mayonnaise bơ. Thôi ba ăn của đó đi. Đưa cho bánh mì không nha. Anh ăn đây thử chút đây thử xem. Ăn bánh mì hồi no là mình khỏi ăn món chính luôn á. Còn shrimp cocktail nữa. Một ly. Nó có chanh nè, mấy con tôm, 2, 4, 6 con tôm. Một ly có salad ở trong nè. Này là tôm cocktail cho nên tôm lạnh nha. Ok, em nhầm muốn ăn không? Có salad ở trong. Anh quên, vô nhà hàng Mỹ mà đòi hỏi nó đưa đũa gì. Nó đưa mấy cái đĩa này luôn. Giờ trộn lên ăn cái salad này ngon nè. Rồi. Nó cho mình chắc chắn hơi nhiều nha. Nguyên một cái ly cocktail này. Rồi, ăn xong rồi, giờ đang chờ món chính thôi. Ngồi chờ đồ ăn, nhìn ra hồ bơi. Mà giờ buổi chiều. Giờ này mấy giờ? 7 giờ. That's my, yeah that's my. Nguyên một miếng sườn bạ chà mướn. Vào lấy rồi. Rồi. Chờ chút. Ăn đi con, trời nóng nè. Con nóng. Wow, một miếng sườn bự kìa. Bự hơn cái tay luôn. Xong rồi đó, ăn đi. Chở gì nữa. Hết rồi hả? Hồi nãy giờ ăn tôm với ăn bánh mì nó muốn no rồi. Thanh phai nè. Tại đâu em đưa mắt vô thôi rồi. Thanh phai ngon nè. Đó. Tại đâu em cái này chiên được. Tại mắt vô thôi rồi. Mềm xèo luôn nè, thịt nè.
105 đồng, hai phần với lại phần cocktail. Thôi bây giờ mình tạm dừng video ở đây nha, mình đi ra ngoài Fairmont á, ở ngoài mình dạo ở ngoài đó. Tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Rồi nó dọn bàn hết rồi nè, trời còn chừa con dao. Rồi bây giờ ra ngoài dạo.